Ngày 13 tháng 9, một số bệnh viện, cơ sở y tế tiếp nhận nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội, gồm Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Hà Đông, Bệnh viện Sanh Pôn, Bệnh viện 103, Bệnh viện Xây Dựng. Người thân nạn nhân được khuyến cáo để lại thông tin người nhà cho cơ quan chức năng, tiếp tục chờ điện thoại để nhận thông báo. Trong khi đó, một số người thân đã đến các bệnh viện chủ động tìm hiểu thêm. Bệnh viện Bạch Mai cho biết, từ đêm qua đến sáng ngày 13 tháng 9, bệnh viện tiếp nhận khoảng 26 ca bệnh, có 2 bệnh nhân tử vong và có 3 ca nặng đang thở máy. Bệnh nhân lớn tuổi nhất 81 tuổi và bệnh nhi nhỏ tuổi nhất 8 tháng tuổi. Bệnh viện Bạch Mai đã họp báo để thông tin về tình hình sức khỏe của các bệnh nhân. Cuộc họp do Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Huy, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chủ trì. Trước đó, vào lúc 23 giờ 50 phút ngày 12 tháng 9, trên địa bàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân xảy ra một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ. Căn nhà có diện tích hơn 200m² với khoảng 150 người dân sinh sống. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, lãnh đạo thành phố, lực lượng công an thành phố, lãnh đạo quận Thanh Xuân đã có mặt tại hiện trường và thực hiện các phương án cứu chữa. Đến 5 giờ ngày 13 tháng 9, theo thống kê sơ bộ đã thực hiện cứu hộ thành công trên 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người, trong đó có người đã tử vong. Theo thông tin ban đầu từ Công an Hà Nội, đến 7 giờ 30 phút ngày 13 tháng 9, lực lượng chức năng xác định có khoảng 40 người thương vong trong vụ cháy chung cư mini ở 37 ngách 29/70, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Hiện đại diện lãnh đạo chính phủ, Thành ủy Hà Nội và Bộ Công an đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn. Trước đó, vào khoảng 23 giờ 5 phút ngày 12 tháng 9, vụ cháy lớn đã xảy ra tại chung cư mini nằm sâu trong ngách 70, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đây là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng. Hiện các cơ quan của quận đang phối hợp chặt chẽ với công an thành phố và các lực lượng chức năng khẩn trương xử lý tại hiện trường, hỗ trợ người bị nạn và có các phương án khắc phục hậu quả vụ cháy. Các lực lượng chức năng cũng đang tập trung điều tra nguyên nhân vụ cháy. Rạng sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo thành phố Hà Nội đã có mặt trực tiếp tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và xử lý hậu quả của đám cháy. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện về vụ cháy chung cư mini tại ngõ 29/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Theo đó, công điện gửi Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Công điện nêu, hồi 23 giờ 22 phút ngày 12 tháng 9, xảy ra vụ cháy nhà 9 tầng 1 tum tại ngõ 29/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người bị thương vong. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo như sau. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật. Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy tại các văn bản. Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2020-2022. Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 9 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ, chỉ thị số 1/CT-TTg ngày 3 tháng 1 năm 2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới, thường xuyên kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, nhất là các chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.